vị và các bạn, tôi là Phương Hiếu, rất hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn đang đến với một chương trình hoàn toàn mới trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tiếp tục lựa chọn chủ đề về tình yêu muôn thuở, Thông Gia Song Đấu hy vọng các cặp đôi đến với chương trình sẽ nên đôi. Và điều đặc biệt và cũng là đặc sản của chương trình này, đó chính là việc chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ. Và đầu tiên, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, hãy cùng xem bốn gia đình sẽ đến đây để tìm kiếm thông gia tương lai là ai. Gia đình số 1, mẹ Nguyễn Đáng, con Đình Lâm, mẹ nhiệt tình, con cơ bắp. Gia đình số 2, cha Quang Thạch, con Hoàng Sang, cha mạnh mẽ, con ấm áp. Gia đình số 3, mẹ Mỹ Phương, con Trường Giang, mẹ vui vẻ, con tình cảm. Gia đình số 4, mẹ Ngọc Anh, con Đức Linh, mẹ xinh đẹp, con cân đối. Xin chào đón họ bằng một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Dạ, Phương Hiếu xin chào gia đình. Không biết nói gì hơn ngoài cái lời chúc cho bốn gia đình của mình sẽ tìm kiếm được thông gia tương lai. Và bây giờ còn chờ gì nữa, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng xem cô gái ngày hôm nay là ai. Hiếu tin chắc rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta. Xin mời nữ chính của chương trình là ai. Bạch Dung Nhi đến với chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một trong những gương mặt vàng trong làng thể thao, Bạch Dung Nhi. Cô nàng 5 năm liền là vận động viên bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh, đạt nhiều huy chương vàng bạc giải bóng ném trẻ toàn quốc. Dung Nhi tự tin rằng cô giỏi hầu hết các môn thể thao như điền kinh, nhảy xa, bóng đá và bóng chuyền. Bước vào tuổi 24, với chiều cao lý tưởng 1m7, cô nắm trong tay nhiều thành tích vượt trội mà ít cô gái nào sánh kịp. Tiêu biểu là năm 2018, Dung Nhi đoạt giải model tài năng nhất của cuộc thi Model Fitness trong sự nể phục của nhiều người. Bản lĩnh, dứt khoát và thông công trong thể thao, nhưng trong chuyện tình cảm, Dung Nhi trải qua 3 mối tình không mấy suôn sẻ. Điều làm cô tổn thương nhất chính là sự tồn tại của người thứ ba xen ngang vào cuộc tình. Không bao giờ Dung Nhi quên được lần nữa mình bị lừa dối. Dù đối phương có muốn quay lại đi chăng nữa, Nhi vẫn giữ phương châm rằng có không giữ, mất đừng tìm. Tuy nhiên chưa lần nào Dung Nhi mất niềm tin vào tình yêu cả. Ở thời điểm hiện tại, trái tim Dung Nhi dễ dàng rung cảm trước một người đàn ông đẹp trai, ga lăng và chững chạc. Đến với chương trình, Nhi muốn nhắn nhủ với các chàng trai rằng trong suốt những năm chinh phục bóng ném, em nhận ra rằng cuộc sống này ném vào ta những quả bóng, không phải để chúng mình né nó đi. Cuộc sống đang dạy ta cách bắt lấy chúng. Hãy học cách tự tạo ra cơ hội và ghi điểm cho chính cuộc đời mình các anh nhé. Dạ, bốn gia đình mình ơi, được không ạ? Ổn không? Ổn không? Ổn. Ổn ha, ổn ha. Thưa quý vị, qua thông tin được giới thiệu trên màn hình, có lẽ rất là dễ dàng cảm nhận đây là một cô nàng rất tài năng. Bạch Dung Nhi, 24 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt còn đang là một vận động viên bóng ném chuyên nghiệp nữa, thưa quý vị. Rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc toàn quốc đã được Bạch Dung Nhi thu gom về làm của riêng của mình. Và hơn hết, cô còn là model tài năng nhất của cuộc thi Model Fitness Tiêu Đình 2018 nữa. Vậy thì, ở trên hình là như vậy. Liệu rằng người ấy xuất hiện ở đây sẽ như thế nào? Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chào đón Bạch Dung Nhi.
Thật sự anh cứ nghĩ rằng là phải mạnh mẽ và cá tính lắm, tại vì là vận động viên bóng ném chuyên nghiệp mà. Dạ. Em có thể nói rõ hơn cho khán giả truyền hình và thông gia tương lai được biết môn bóng ném cụ thể là một môn thể thao như thế nào không? Luật chơi của nó thì cũng giống như bóng đá ở trong nhà vậy đó. Nhưng mà có một điều khác biệt ở đây là mình sẽ sử dụng tay để chơi nó, phối hợp với đồng đội của mình để ghi bàn, chứ không dùng chân. Nghĩa là mình cũng có đồng đội và mình ném bằng tay. Đúng rồi. Và cũng sẽ có một khung thành và một thủ môn. Nghĩa là mình cần cái lực tay phải rất là mạnh. Dạ đúng. Mình đọ chuột không em? Nhưng mà với bộ môn bóng ném này thì nó cũng sẽ có một phần rất là quyến rũ. Tại vì nó có hai loại bóng ném, đó là bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển. Thì khi mà mình thi đấu bóng ném bãi biển thì các cái bạn nữ sẽ mặc bikini trình diễn và thi đấu bikini luôn. Dạ. Và em là bóng ném bãi biển? Dạ đúng, em vừa chơi bãi biển và vừa chơi trong nhà. Em là indoor hay outdoor gì cũng được. Dạ đúng. Rất là tuyệt vời quý vị nha. Điều này rất thú vị phải không ạ? Rõ ràng là một vận động viên bóng ném giờ đây đã mang đến cho chúng ta thấy cái hình ảnh một người chơi thể thao gìn giữ cái sắc vóc như thế nào. Đó chính là cái lợi ích mà thể thao mang lại thưa quý vị. Chào đón Bạch Dung Nhi đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Và điều tiếp theo anh muốn hỏi đó chính là ba mối tình như chia sẻ trên thông tin rùa phai rồi. Nó động lại cho em cái điều gì sau ba mối tình đó? Mình còn tin vào tình yêu nữa hay không em? Em thì tin vào tình yêu cho nên là nó mới kéo dài qua tới mối tình thứ ba. Nhưng mà em có một gọi là một chân lý. Chân lý đó là gì? Có không giữ, mất đừng tiếc. Có không giữ, mất đừng tiếc. Mất đừng tiếc. Đúng vậy thưa quý vị và các bạn. Phụ nữ xinh đẹp nhất khi mà cô ấy tự do. Dạ đúng. Độc lập. Và bên cạnh đó bản lĩnh. Và rõ ràng với những cô nàng có nhan sắc và có cả tài năng thì họ xứng đáng được hạnh phúc. Dạ. Đó là lý do em đến đây. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ đến đây với ai? Chúng ta cùng xem đại diện hội đồng người thân của Bạch Dung Nhi là ai. Mời quý vị cùng chào đón họ. Phương Hiếu xin được gửi lời chào đến gia đình của em Bạch Dung Nhi. Dạ mình có thể giới thiệu nhé. Dạ em xin mời ạ. Xin chào khán giả và các MC có mặt tại chương trình này. Tôi tên là Hạ Thanh, mẹ của Dung Nhi. Rất vinh dự được tham dự chương trình này. Mong các bạn sẽ cổ vũ nhiệt tình cho tôi. Dạ, cổ vũ nhiệt tình cho tôi. Đúng á, tại vì Hiếu hiểu cái điều đó cô. Tại vì trong chương trình này là mình phải đưa ra những cái quyết định rất là khó khăn, thậm chí là cân nhắc để lựa chọn. Biết đâu là một thông gia tương lai cho gia đình mà, phải không ạ? Dạ đúng. Cái điều mà cô mong mỏi dành cho con gái của mình trong tình yêu là gì? Đặc biệt là về một người chồng tương lai hay là người bạn trai tương lai ạ? Mình cũng rất mong cho con mình á gặp chồng sau này biết lo cho tương lai và có công việc ổn định. Dạ, đúng rồi, đúng vậy thưa quý vị. Cái điều mong mỏi duy nhất của những bậc làm cha làm mẹ đó chính là con mình nó được hạnh phúc và ổn định. Vâng, người kế bên là ai xin được giới thiệu đi ạ? Dạ, xin chào khán giả trường quay và xin chào các khán giả đang xem chương trình. Xin chào MC, tôi tên là Quỳnh Hoa, là dì của Dung Nhi. Dạ. Cảm ơn dì của Dung Nhi đã đến với chương trình. Riêng với bản thân dì, dì muốn mong mỏi và gửi gắm đến Dung Nhi điều gì? Thực ra là hai dì cháu là cũng không có xa tuổi nhau nhiều á, thành ra rất là thân. Mình với mong muốn là kiếm cho cháu gái yêu của mình một tấm chồng thật, làm sao mà thật là yêu thương và hai đứa sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời. Và không cần phải cao sang gì á, tụi nó yêu thương nhau và cùng nhau gây dựng sự nghiệp là tốt rồi. Vừa rồi dì muốn chia sẻ cái quan điểm về người mà dì mong muốn cháu của mình gặp được có phải là gu người yêu của dì luôn không ạ? Thực sự ra là vì dì cháu rất là hiểu nhau cho nên gu người yêu của cháu cũng là gu người yêu của dì 20 năm về trước đó. Cái quan trọng là như vậy, tại vì sao? Kinh nghiệm. Dạ, có kinh nghiệm. Trong tình yêu cái kinh nghiệm nó quan trọng lắm.
cái kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng né được những cái va vấp trong cuộc sống, những cái căng thẳng của lứa đôi, để có thể gìn giữ được mái ấm gia đình hơn 20 năm rồi, phải không dì? Chào đón dì đến với chương trình. Dạ còn vị này ạ, xin mời giới thiệu ạ. Xin chào quý vị khán giả tại trường quay, và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thông Gia Song Đấu. Mình tên là Quỳnh Tiên, mình là bạn của Song Nhi. Hôm nay mình tới chương trình là với mục đích là muốn tìm cho Song Nhi một cái bến đỗ để có thể yên bề gia thất. Cảm ơn rất là nhiều gia đình dễ thương của Bạch Dung Nhi, và hy vọng rằng hội đồng người thân gia đình của mình sẽ làm việc hết sức cực lực, kỹ càng để tìm ra thông gia tương lai. Mời các bạn về vị trí. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình cô gái sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên, con tôi là số 1. Rất đơn giản thôi. Đại diện ba và mẹ ở bên kia sẽ có một cái hành động để mô tả về con của họ, về bất kỳ vị trí hay là bộ phận hay là vóc dáng gì mà họ tự hào nhất về con của mình. Nhưng cái điều quan trọng, chúng ta phải đưa ra một quyết định quan trọng ngay vòng đầu tiên này. Đó chính là loại một gia đình. Điều này có áp lực không mẹ? Mẹ thấy áp lực không? Cũng hơi áp lực. Áp lực, tại vì đúng sao mẹ áp lực ạ? Tại vì mình cũng chưa biết được dung nhan của đúng rồi mấy chàng trẻ tương lai. Dạ. Cũng chưa biết được, thành bây giờ mình cũng muốn xem để chương trình này xem coi thử xem sao. Đúng rồi, phải không mẹ? Dạ, chưa rồi. Biết mặt mà mình loại thì đó cũng là một cái điều hết sức khó khăn. Cho nên rất mong là hội nhà trai bên kia mình phô diễn hết những cái nét đẹp của con nhà mình, làm sao cho nhà gái bị thuyết phục. Còn gì, dì nghĩ như thế nào về vòng thi này thưa dì? Thực ra cái vòng thi này nó khá là gây cấn. Dạ. Yeah. Bởi vì sao, mình không có biết mặt, mình rất là sợ là mình sẽ chọn loại nhầm. Cô bạn thân của Dung Nhi hiếu hỏi là có bao giờ ha, có bao giờ vì thấy những cái mối tình của Dung Nhi trải qua trong thời gian hồi trước giờ, thậm chí là lỡ mang một cái sừng do là bị người ta phụ bạc, thì mình giới thiệu một chàng trai nào đó cho Dung Nhi mà Dung Nhi chưa có biết mặt không? Đã rất là nhiều lần giới thiệu cho Dung Nhi rồi, nhưng mà giống như kiểu là hình như là không có mát tai hay sao. Không mát tai. Mỗi lần mà giới thiệu là nó bị gãy đổ, nên là thấy Dung Nhi thấy thương lắm. Hy vọng bữa nay mình mát tai. Vậy thì ngay bây giờ hội đồng nhà gái đã sẵn sàng, chúng ta cùng xem hội đồng nhà trai họ là những ai. Dạ xin mời giới thiệu ạ. Ở vị trí số 1. Dạ. Tôi là Nguyễn Thị Đán, 62 tuổi, là mẹ của con trai Đình Lâm, 25 tuổi. Dạ, gia đình mình đến từ đâu ạ? Dạ, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, chào đón gia đình. Gia đình số 2 ạ. Xin chào khán giả và các MC. Tôi là Văn Thạch, là ba của Nguyễn Hoàng Sang. Cháu Sang này hôm nay là 25 tuổi, đến từ Bến Tre. Chào đón chú đến với chương trình. Dạ, gia đình tiếp theo ạ, xin mời ạ. Xin chào khán giả, chào thông gia, chào MC và chào trường quay. Tôi là Nguyễn Phương, năm nay tôi 55 tuổi, con trai của tôi là 25 tuổi. Và tôi đến từ Đồng Tháp ạ. Con của mình tên gì ạ và mấy tuổi ạ? Con của cô tên là Lê Trường Giang, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi nha, lớn hơn tuổi. Dạ. Phải không? Ổn không? Ổn. Được rồi. Dạ xin mời gia đình tiếp theo giới thiệu ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào họ nhà gái và xin chào MC. Tôi tên Ngọc Anh, thì con trai tên Đức Linh, năm nay 29 tuổi. Quê thì trước ngoài miền Bắc, nhưng mà vô Sài Gòn sống cũng mấy chục năm rồi. Dạ, chào đón gia đình. Ngay bây giờ 4 gia đình mình sẵn sàng rồi, phải không ạ? À? Hãy cùng đến với hành động dễ thương của gia đình đầu tiên. Dạ xin mời mẹ ạ. Cố lên mẹ ơi. Cũng đắn đo đó. Chuột. có bộ là
Bự. Có thể hả? Cảm ơn mẹ, dễ thương quá. Mời mẹ về vị trí ạ. Chắc anh chàng này cũng đam mê thể thao nè. Cũng đam mê thể thao có thể lắm. Tập gym giỏi nè. Body săn chắc. Dạ, gia đình nhà gái nghĩ gì với hành động dễ thương của gia đình số 1 ạ? À? Thấy chàng trai này cũng có tính mạnh mẽ đó. Dạ. Thấy đã thấy mẹ gồng đó. Mẹ gồng vậy đó. Mẹ gồng ruột to. Chưa chắc à. Dạ, sao gì, sao gì chưa chắc. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy à. Rồi ngoài ra nữa là nếu như mà mạnh quá ăn hiếp Dung Nhi nhà tôi sao? Ồ, ha. Nên chưa có chọn được đâu. Hợp lý ha, hợp lý ha. Ờ, nhưng mà con lại thấy gì là mặt của cô bên này rất là hiền hậu và dễ thương. Nên là con nghĩ nếu mà chàng trai mà giống mẹ thì sẽ được làm Dung Nhi lắm á. Đó. Biết đâu chàng trai giống ba thì sao? Ừ ha. Thả tim, thả tim cho bạn. Cảm ơn gia đình số 1, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và ngay bây giờ mẹ sẽ được lên tiếng để giới thiệu hành động đó, mô tả về con trai của mình. Vì sao con tôi là số 1? Mời mẹ. À, xin chào bên nhà thông gia tương lai. Con trai tôi là Đình Lâm, 25 tuổi. Cháu có ý chí dữ lắm. Cháu mặc cảm về cái tướng tá này kia nọ, sức khỏe đấy. Cháu mới tìm đến gym. Và cháu từ 90kg mà cháu xuống còn 70kg. Ồ. Rồi tôi thấy cháu nó có cái niềm đam mê đó. Rồi từ cái niềm đam mê đó, bây giờ cháu là huấn luyện viên của gym. Bây giờ cháu thành đạt lắm. Nói với bà Xui tương lai là, nãy bà Xui có nói là cái câu ổn định đó. Gia đình tôi ổn định, con trai tôi ổn định. Gia đình tôi ổn định, con trai tôi ổn định. Dạ. Rất mong là được sự đồng ý của gia đình thông gia tương lai và con dâu. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với gia đình thứ hai để xem gia đình thứ hai sẽ có hành động dễ thương gì. Dạ, em xin mời ạ. Cố lên, cố lên ạ. Thì có hồi hộp rớt tim ra ngoài luôn á. Mà rõ ràng lại là một chàng trai thể thao. Em có đoán được bộ môn nào không? Môn nào? Em nghĩ là môn này em chơi cũng rất là giỏi. Cũng đạt được rất là nhiều thành tích. Yeah. Em chắc chắn đây là bộ môn bóng chuyền. Rõ ràng đúng không? Bây giờ thì xin mời chú sẽ lên tiếng để cho mọi người biết vì sao con trai chú là số 1. Xin mời ạ. Trước mắt là cháu Sang thằng này là rất mạnh mẽ và rất ham học. Đó, cháu ban ngày thì đi làm bên ngân hàng. Đó, ban đêm về là cháu còn phải đi huấn luyện viên, làm huấn luyện viên chơi với bóng chuyền trẻ của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì đến đây thì mong cháu tìm được một bạn đời của cháu để an ủi, tại vì mẹ cháu cũng mới mất. Cho nên còn mình tôi là nuôi hai đứa nhỏ, cho nên nó cũng rất cô đơn. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin chia sẻ với chú nha, tự nhiên hỏi điều này để chú chia sẻ ra cũng thấy chạnh lòng. Rõ ràng là tình cảnh mà gà trống nuôi con á, thì tất cả mọi người cũng biết rồi, rất là áp lực. Và cái điều mong mỏi duy nhất đó chính là lúc này chẳng những người cha làm vai trò của người mẹ mà còn mong muốn con mình phải thật sự hạnh phúc nữa. Chia sẻ với chú câu chuyện đó và chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là chú có thể nói cam kết luôn bên đây là con của chú có đẹp trai không hay sao đi. Cũng con của chú là chắc ở trong hội trường của mình đây chắc không đụng hàng ai rồi. Và cũng rất đẹp trai, khôi ngô, chưa biết khán giả như thế nào. Nhưng mà con chú là chú rất tự tin, nó là đứng số 1. Dạ, tuyệt vời. Ủa cô cái bên sao cô cười mà cô... Thì con tôi cũng số 1 với tôi luôn. Dạ. Yeah.
Thực ra là đối với gia đình này á, thì mình có một cái rất là băn khoăn. Dạ. Là khi mà mẹ của con trai đã mất rồi á, thì không biết là sau này hai đứa đến với nhau thì có được ra riêng không hay là phải làm dâu. Xin thưa với chị là bây giờ nó đã hiện đại rồi, nên con nó muốn ở với cha mẹ thì nó thích nó ở, nhưng mà nó không thích thì nó sẽ ra nó tìm một tổ ấm của nó tự lập. Mình cha làm bốn phận cha mẹ phải theo cái ý của con mình, nó muốn sao thì mình chỉ phải chiều ra thôi. Chứ nếu nó ở với mình được thì càng tốt, nó phụ dưỡng cha mẹ thì càng tốt. Còn bây giờ nếu mà hai đứa nó tự lập, nó đỡ cho hai đứa con ra ngoài đời, để con lăn lộn như đời, thì đó là cũng một cái cách sống độc lập của nó cũng hay. Đó, dạ. Tôi có ý kiến vậy đó chị. Phải không? Thoải mái, con muốn sao thoải mái. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú là số 1. Chú là số 1. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xem gia đình số 3 của chúng ta. Người mẹ sẽ có hành động dễ thương nào. Dạ, xin mời mẹ ạ. Dạ. Sau khi thấy cô làm thì em không biết là anh là diễn viên múa hay là anh là người không nói được. Tại vì em thấy cô chỉ xuống chỉ lên, động tác tay rất giống những cái người bị khiếm khuyết một xíu. À, giống như là những cái động tác. Dạ đúng những rồi. Cái ngôn ngữ riêng. Dạ, đó phải không? Dạ đúng rồi. Anh thì lại thấy hoặc khác là chứ. Thầy giáo dạy cho những người có hoàn cảnh như vậy. Con hội nhà gái thấy sao ạ? Sao thấy nghi quá à, tại vì vậy nè. Nghi ngờ về giới tính. Dạ không đâu, tới đây tìm người yêu. Chứ sao mà mềm là dẻo giống như con gái vậy? Cô bạn thân của Dung Nhi, em nghĩ gì về một chàng trai đẹp trai trở thành người yêu của bạn em? Dung Nhi của em thì đã rất là xinh đẹp rồi, nên em vẫn muốn là một cái chàng trai là phải xứng đôi với Dung Nhi. Con mẹ thấy mẹ của chàng trai đã lên làm những động tác như vậy, mình cũng chưa có hiểu được là mình cũng băn khoăn ha mẹ ha, cũng chưa biết là làm những cái việc gì, thành thôi cứ để thử xem sao rồi còn dạ. Duyên nợ của hai đứa nữa. Vậy thì bây giờ mình sẽ được nghe mẹ của gia đình số 3 hãy giới thiệu vì sao con trai mình là số 1 và cái hành động đó nó mang ý nghĩa gì. Xin mời mẹ. Thì biểu hiện của tôi làm mọi người quá ngỡ ngàng và lo lắng, nhưng thật ra là biểu hiện của tôi thay lời muốn nói cho con trai của tôi thật là mãnh liệt, thật là đẹp trai và thật là dễ thương và là kích động, là một manly luôn á, chứ không phải là như mọi người đang nghĩ. Đó. Tại con trai của tôi ngoại hình rất là, tuy nó không được sáng tài và nó không được đẹp hơn người ta nhưng mà rất là ok luôn. Cháu đang là một chủ của cái tiệm trái cây nữa, đâm ra là cháu mua bán, cháu phụ với gia đình. Rất là tuyệt vời. Có điều gì cô muốn gửi gắm đến gia đình Thông Gia tương lai không thưa cô? Thì ngày hôm nay thì tôi đến đây thì cũng muốn kiếm một nửa còn lại cho con của tôi. Tôi rất thích có một nàng dâu để về bên sống chung một mái ấm gia đình. Thì cũng xin Thông Gia tìm hiểu sâu sắc và cho tác hợp cho chúng nó được thành đôi và chúng ta được gần nhau hơn. Con trai cô là một chủ tiệm trái cây, ăn bồi dưỡng sẽ đẹp da đẹp mặt hơn. Về làm dâu cô con nhé. Về làm dâu cô con nhé. Dạ yeah. Okay. Tuyệt vời nha. Chưa gì hết trơn là tấn công liền. Liệu rằng gia đình thứ tư mẹ sẽ có những chiến thuật gì để có thể lấn át ba gia đình còn lại để cho thấy con trai của mình là số 1 không? Xin mời hành động dễ thương của mẹ số 4 ạ. Cho mẹ được không ạ? Cái điều đầu tiên mà Hiếu nghĩ khi mà Hiếu thấy hành động dễ thương đó, Hiếu tin chắc rằng con của mẹ cũng là một chàng trai quyến rũ. Phải không ạ? Quyến rũ, nhìn vóc dáng mẹ như thế thì con của mẹ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng và mang cái nét đẹp của mẹ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc đây là một chàng trai rất là yêu thích nhảy múa. Yeah. Cho nên là sẽ có một cái body fit. Có thể. Nếu mà một chàng trai vừa tài năng mà vừa uyển chuyển trong cuộc sống và thậm chí là có ngoại hình thật là bắt mắt thì với mẹ đó có phù hợp làm con rể của mẹ không? Thì nói chung là mình thấy cũng được, cho mình cũng chưa
tại chưa có mẹ hiểu. Thấy là thông gia tương lai cũng được hay là thì diễn tả về con trai cũng được, nhưng mà chị thông gia bên đó diễn tả thì mình thấy chàng rể chắc cũng là một diễn viên múa hay là gì đây, là chắc diễn cũng viên múa đồ ha mẹ ha, tại thấy dẻo quá, thấy dẻo gì nghĩ sao ạ? À, để chờ hồi sau xem mặt chàng trai đi mới biết được. Dạ không, vòng này mình loại mất rồi. Nếu gì muốn chờ hồi sau, xin gì giữ lại. Như vậy chắc là mình phải có một cái cuộc mà thảo luận thật là kỹ đó. Chính xác rồi. Nhưng bây giờ để xem gia đình số 4 mẹ sẽ có những lời nói gì để thuyết phục và chứng minh con mẹ là số 1 cùng với hành động mà mẹ vừa làm. Mời mẹ ạ. Con trai của mình á thì đúng là không cao, cũng không có mọc, rất là vừa. Con trai của mẹ thì làm hai mẹ con kinh doanh về thời trang á, bán online á. Con muốn đẹp thì về nhận mẹ làm mẹ chồng nhé. Yeah. Bây giờ mới khó nè. Mình thấy sao về bốn chàng trai này qua những hình dung mô tả? Xin mời những bình luận từ phía gia đình nhà gái. Theo em thấy á, em hơi đặc biệt quan ngại về gia đình thứ hai á, là gia đình mà có mẹ mới mất á. Để sau này á, biết sao, dù sao có đủ bà nội bà ngoại á thì chăm sóc cháu mình nó cũng sẽ có điều kiện hơn. Dạ, thời gian hội ý của hội nhà gái đã hết. Tất cả đều là những lo lắng rất là chân thành từ dì và bạn của Bạch Dung Nhi thôi. Quan trọng vẫn là ở mẹ. Mẹ ha, hy vọng mẹ sẽ nhìn lại một lần nữa bốn thông gia tương lai bên kia và mình nhớ lại hành động dễ thương và cả những lời nói họ đã gửi gắm vào phần con tôi là số 1 để đưa ra quyết định. Mong mẹ có một quyết định thật là phù hợp để em Dung Nhi không bị mất đi một chàng trai đáng tiếc mà chúng ta mất đi một chàng rể tương lai phù hợp mẹ nha. Và lúc này là thời điểm khó khăn nhất của gia đình nhà gái, đặc biệt là mẹ của Bạch Dung Nhi. Hãy cân nhắc thật kỹ để cho chúng tôi biết lựa chọn phải dừng cuộc chơi của mẹ dành cho gia đình số mấy. Xin mời mẹ. Con sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số. Con sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số 2. Tại vì sao mẹ đưa ra quyết định này? Tại vì mình thấy là gia đình của mình, dì với mấy cháu đồ cũng có góp ý với mình là con mà nó sinh ra không có ông bà thì nó cũng tội nghiệp. Thành mình thấy bên anh ấy thì có vợ mới mất, thấy cũng cô đơn thì mình cũng nghe theo. Mình thấy là sợ con mình về nó cũng không có hoàn hảo gì mấy, thành mình cũng hơi lo. Thôi có gì bên anh thông cảm cho bên này. Thật ra Hiếu lại nghĩ vậy nè, những gia đình khiếm khuyết á, thì thường cái tình cảm họ dành cho nhau sẽ gấp đôi. Gấp đôi nghĩa là ví dụ khiếm khuyết một người phụ nữ trong gia đình mà có thêm một người phụ nữ về, họ sẽ thương gấp đôi, trân trọng gấp đôi. Nhưng mà rõ ràng cái việc mà chúng ta lo cháu chúng ta sau này không có ông bà nội thì cũng là một cái nỗi lo vẫn còn hiện diện đó. Đó là lựa chọn của gia đình, Hiếu cũng tôn trọng. Em nghĩ như thế nào quyết định của mẹ? Mẹ thì cũng lo cho tương lai của em thôi. Đấy, còn thì em cũng rất là thương chú, nhưng mà em cũng không dám tự quyết định. Tại vì mình cũng chưa biết được chàng trai đó như thế nào, hình hài ra sao, tính cách như thế nào nữa. Cho nên là mình không thể nào đánh cược bản thân của mình được. Anh cũng đồng ý. Nhưng mà hồi nãy dì có vẻ rất là quyết liệt trong việc đưa ra quan điểm là dừng cuộc chơi với gia đình số 2. Tại vì sao dì quyết liệt như vậy thưa dì? Thực ra về cá nhân giữa tôi và gia đình số 2 không có gì gọi là hiềm khích cả. Tất cả chúng ta lên đây là chúng ta dựa trên cái hạnh phúc của con cháu của mình, chứ không có một cái sự mà gọi là xích mích gì giữa hai bên đó. Thì đây là do một cái cảm tính, tôi cảm thấy rằng là như vậy là nó sẽ tốt cho cháu gái yêu của mình. Cho nên là tôi đã nghe theo cái tiếng gọi của tiềm thức của mình. Dạ. Chứ không phải là mình chê gì gia đình bên kia hết á. Dạ. Mong anh thông cảm ạ. Đó chính là những nỗi trăn trở của những người làm cha làm mẹ, và đặc biệt là của những người thân trong gia đình. Dạ thưa chú,
Chú nghĩ gì khi mà gia đình nhà gái đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với gia đình của mình ạ? Cũng xin thưa đàn gái, giờ duyên số thì hai đứa nó tới đâu thì mình mới biết được. Chứ giờ đang bên nhà gái thì chọn mà, mình đâu bên nam đâu có quyền được chọn được. Đó, nên mình phải chấp nhận theo số phận của của bình thường thôi. Nhưng mà chú có đồng ý với việc là nếu trong một gia đình mà khiếm khuyết một người phụ nữ thì tình yêu thương sẽ không dành đủ đầy cho những đứa cháu hay những đứa con trong nhà không? Rồi con của chú đi làm công việc như vậy thì có quá mất nhiều thời gian để không dành thời gian được cho Bạch Dung Nhi như là lời lo lắng của người bạn của Dung Nhi không ạ? Không, nếu mà con mình nó đi làm vậy mình rất vinh dự cho con mình, nhưng mà cái thời gian nó sắp xếp được. Tại thường làm cho ngành hành chính ấy, thì từ 8 giờ đến 5 giờ chiều là hết rồi. Đó, từ 6 giờ bắt đầu em vô em dậy, từ 8 giờ là em về nhà rồi. Đó, thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Đó, em lo công chuyện trong gia đình như thế này. Tôi thấy đó là công chuyện rất hợp lý chứ không có đến nỗi mà áp lực của công việc của cháu nó. Dạ, thật ra Hiếu cũng đồng ý điều này nha. Chúng ta không sợ người đàn ông bận quá nhiều công việc, chúng ta chỉ sợ người đàn ông ở không thôi. Phải không ạ? Người đàn ông mà nhiều việc thì họ có thể lo lắng và cán đáng cho người phụ nữ và trở thành trụ cột kinh tế là chỗ dựa vững chắc. Chú có nghĩ rằng khi mà khiếm khuyết một thành viên trong gia đình thì gia đình đó sẽ mất mát đi nhiều tình cảm, hay là chúng ta không có bù đắp đủ cho những thành viên còn lại không chú? Theo riêng chú thì sao ạ? Theo như mình, vợ mình mất thì mấy đứa con mình nó cũng mất mát một cái gì đó lớn lắm, nhưng mà nó làm những sau này thời gian nó làm cho những cha con gắn kết lại chặt với nhau. Chính xác. Càng gắn chặt hơn nữa. Dạ. Nó qua những ngày tháng mà u ám khi mẹ nó mất đi, nên nó càng tình thâm, nó càng gắn kết giữa cha con anh em nó càng nhiều hơn nữa. Tôi thấy như vậy. Dạ, một tràng vỗ tay ạ. Đó là điều Hiếu muốn nói. Bất kể một gia đình nào, dù họ có khiếm khuyết một vài thành viên, thì chính cái sự san sẻ và vun đắp của những thành viên còn lại kết nối gia đình đó vững chắc như là không hề mất mát gì cả. Mặc dù họ trải một nỗi đau rất là đau, nhưng rồi chính tình yêu thương và sự san sẻ đó sẽ tiếp nối và truyền lại cho thế hệ mai sau nữa. Cho nên rất tiếc, phải không ạ? Mẹ cũng đã đưa ra quyết định rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem họ có thay đổi ý định hay không, hay là có luyến tiếc hay không khi chàng trai con của gia đình số 2 sẽ xuất hiện tại sân khấu. Xin mời. Dì ơi cũng giống như ba em diễn tả ha, nó hơi dài. Dì coi đi, dì hãy coi đi, dì suối đó. Đầu tiên có lẽ anh phải hỏi em cảm thấy như thế nào với những cái nhận định của hội nhà gái dành cho em. Có mẹ nè, mẹ là chắc không có liên can à. Nãy giờ anh thấy mẹ ngồi đó mẹ suy tư. Cái người mà suối nhiều nhất loại là cái người kế bên mẹ là dì. Và cái người suối thứ hai là cái người ngồi bờ bè là bạn của Nhi. Em nghĩ như thế nào, những gì hội nhà gái nói về mình em thấy đúng hay là không đúng, và em có đồng ý với cái quyết định dừng cuộc chơi với gia đình mình hay không? Dạ, thì lời đầu tiên thì con cũng xin chào cô, em chào chị ạ. Mục đích của em tới đây không phải là để dừng cuộc chơi ngay tại đây. Nhưng mà em cũng hiểu là cái tâm sự của dì với lại của cô đây thì cũng có lý do. Nhưng mà em nghĩ cái lý do đó không phải là cái khuyết điểm để em cố gắng mà em không vượt qua được nó. Nhưng hôm nay em đến đây, mục đích chính của em là em tìm kiếm một tình yêu đích thực. Và cho dù có thiếu một thành viên nào đó trong gia đình đi nữa mà mình có thể bù xếp qua cho nhau thì nó vẫn là đầy đủ và vẫn hạnh phúc. Dạ. Mẹ nghe Hoàng Sang chia sẻ không ạ?
Nếu mẹ được đứng gần giống như con đây thì mẹ mới thấy. Thứ nhất là nó cao lắm mẹ. Và con bình thường đã được cao rồi mà em nó cao hơn. Em cao tổng cộng mét mấy? Dạ, chính xác là 1m98 à. Là 1m98 à. Gần 2m thưa quý vị. 1m98. Dì ơi, chấp cháu gì mang guốc cao gót? Chấp cháu gì mang guốc cao gót luôn. Cũng xứng đôi vừa lứa với chàng trai này. Và cái diện mạo thì chắc chắn cũng sẽ làm gì cảm thấy thay đổi suy nghĩ. Rất là hiền và cách nói chuyện đứng gần rất là đẹp trai nha. Rất giống diễn viên Hàn Quốc. Và em cũng là vận động viên đúng không? Dạ, lúc trước thì em là vận động viên bóng chuyền. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em chuyển sang làm huấn luyện viên. Chuyển sang là huấn luyện viên. Dạ. Cho nên là có cái chiều cao và có cả sức bật và sức khỏe nữa. Cái người tiếc nhất lúc này không biết có phải là nữ chính hay không. Hãy cùng hỏi Nhi. Nhi ơi, thấy làm sao? Em có đồng ý với quyết định dừng cuộc chơi với chàng trai này hay không? Hồi nãy thì em nói em đồng ý do em chưa có thấy mặt. Và em nghe theo lời tư vấn của gia đình. Nhưng khi mà Sang có mặt tại đây, em thấy như thế nào? Bản thân em thì lúc đầu em nghe theo gia đình. Nhưng mà em nghĩ là bố của anh một mình để nuôi anh được trở thành một người hiền, ngoan, trắng trẻo, có công việc rất là phù hợp với lại vóc dáng của anh nữa. Và em thấy cảm giác nhìn anh cũng rất là ấm áp. Dạ. Phân vân, có phân vân rồi. Nhưng mà em không biết là mình có cơ hội để giữ anh lại không. Tại vì khi nhìn anh thì em cũng có cảm giác có một chút gì đó hấp dẫn bởi chiều cao của anh cũng như là khuôn mặt của anh. Bây giờ Hiếu hỏi cụ thể gì luôn. Khi mà Sang có mặt tại đây, dì có suy nghĩ khác về những gì dì nghĩ về Sang không? Thực sự ra là mình cũng hơi bất ngờ về cái ngoại hình của chàng trai này. Dạ. Thì cũng có một chút thuyết phục á, nhưng mà đối với lại tôi á thì là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nên tôi mong muốn là ngoài cái xứng đôi vừa lứa, nhưng mà chàng trai đó phải có một cái sự chân thành, ấm áp và chung thủy với lại cháu gái của mình để đưa nó đến cuối cuộc đời này. Chứ còn nếu như mà tôi rất là sợ là những cái người mà đẹp trai rồi ong bướm lả lơi thì cháu của mình sau này nó sẽ rất là khổ. Đó là cái suy nghĩ riêng của cá nhân tôi, thì không biết là mẹ thì nghĩ như thế nào. Mình thấy cháu là cũng đẹp trai, cao ráo, cũng tướng tá cũng khoai ngô, thành mình thấy cũng xứng với con mình. Thành mẹ loại rồi, mẹ loại mất tiêu. Thành bây giờ mình cũng hơi tiếc thôi mẹ. Tiếc xíu. Còn bạn của Nhi nè, Hiếu tin rằng những chàng trai hiền lành và ấm áp luôn luôn biết sắp xếp thời gian chu toàn dành cho một nửa yêu thương của mình khi họ tìm ra. Lúc mà chàng trai bước ra thì cái suy nghĩ trong đầu em mà cái thời gian không có là nó hoàn toàn biến mất. Biến mất liền đúng không? Tại vì cái ngoại hình của bạn trai này thì quá xuất sắc, nó rất là phù hợp với lại Nhi. Thật sự là hai người rất là xứng đôi, em thấy rất là đẹp. Bây giờ em theo phe nào nè? Em theo phe gì, phe mẹ? Bớt mê trai lại đi con. Em theo phe nào? Cho con mê trai lần nữa vậy. Coi chừng bị đánh lừa đó con ơi. Dạ, xin chúc mừng dì. Giờ đây dì lẻ loi cho một con thuyền đó. Thiện cảm đã bắt đầu nghiêng về phía mẹ và phía bạn của Nhi rồi. Bây giờ Nhi thương mến, hạnh phúc đến với sân khấu này là của em. Em nghĩ là nếu anh cho em một cơ hội. Nếu có cơ hội đó em sẽ giữ anh lại. Tại vì bây giờ em buông anh ra thì chắc nữa bản thân của em bậy, gia đình là bậy. Chắc là em không còn cơ hội nữa. Tại vì có thể là sau cái chương trình này em có thể là quen một bạn khác. Nhưng mà muốn quay lại với anh, em nói như cái quan điểm của em: có không giữ, mất đừng tiếc. Đúng. Cho nên là bây giờ em đang tiếc. Tại vì em mong muốn là có một cơ hội để giữ anh đó lại. Cho nên con xin lỗi dì. Con cũng mong muốn là dì có thể cho con thêm một cơ hội để con tìm hiểu chàng trai này. Tại vì một người đam mê thể thao và cũng có thể là huấn luyện viên bóng chuyền, mà một môn thể thao con rất là thích. Nếu như nói về thời gian thì con có thể chấp nhận anh ấy đi làm giờ hành chánh. Và khi anh ấy đi huấn luyện bóng chuyền thì con cũng có thể lên sân phụ cùng với anh ấy, hoặc là chơi thể thao cùng với anh ấy. Thì con rất là mong muốn con có thể chia sẻ được thời gian công việc của mình sau khi con tìm hiểu với anh ấy. Dạ.
Thì con mong dì với mẹ cho con một cơ hội quyết định để con thay đổi lại lựa chọn một lần nữa. Ý chị Thanh sao? Hỏi gì trước nè, hỏi gì trước? Mẹ là người chốt, anh hỏi gì trước? Dì thấy như thế nào? Cháu nó nói như vậy rồi. Cháu nó nói là tuyên ngôn tình yêu của cháu nó là có không giữ mất đừng tiếc. Dì đừng để cháu nó tiếc trong chính cái tuyên ngôn của mình. Thực ra thì tôi là cân nhắc rất là nhiều. Dạ. Tại vì thấy cháu gái của mình có một cái sự mà đồng cảm về sở thích, về ngoại hình với lại anh chàng này á. Và chưa biết thì tính cách như thế nào. Nhưng mà có thể là khi mà một khi là có những cái là nó từ ánh nhìn đầu tiên mà nó đã có cảm tình thì là sau này nó sẽ rất là thuận lợi. Có thể là tôi sẽ suy nghĩ lại và chúng tôi sẽ bàn với nhau để cho chàng trai này một cơ hội. 15 giây gia đình mình bàn, bắt đầu. Thưa quý vị, hết sức căng thẳng và hồi hộp. Nguyện vọng của nữ chính ngày hôm nay mong muốn chàng trai này sẽ không phải là chàng trai bị loại ở vòng đầu tiên. Liệu rằng gia đình của Dung Nhi có đồng ý hay không? Hãy hướng mắt về mẫu thân của Dung Nhi. Mẹ thân mến, dì có vẻ cũng đã mũi lòng và phần nào nhượng bộ. Quyết định còn lại là do mẹ. Mẹ có muốn giữ chàng trai này lại hay không? Mời mẹ. Con ra thì mình theo ý con. Bây giờ mình nếu mình không theo ý nó thì có gì sau này nó đổi thừa mình. Đó, thân mình sợ vậy, cha làm mẹ ai cũng sợ vậy. Thì con nó muốn đâu thì mình làm cha làm mẹ chiều theo ý con thôi. Vậy thì mẹ đồng ý hay không đồng ý ạ? Mẹ đồng ý. Đồng ý nha. Thưa quý vị, chàng trai thứ hai đã được mẹ của Dung Nhi đồng ý giữ lại. Và quyết định của chương trình đó chính là không. Thể không đồng ý. Mẹ của Dung Nhi đồng ý giữ chàng trai con nhà số 2 lại, cũng đồng nghĩa với việc mẹ phải đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với chàng trai của gia đình khác. Mời nhà gái hội ý. Có lẽ bây giờ giữa ba gia đình còn lại, dì đang cân đo đong đếm gia đình nào? Theo tôi nghĩ đó là xin lỗi gia đình số 3. Vì sao? Thực sự là ngay từ đầu cái ấn tượng của mình về chàng trai này là có vẻ là không mạnh mẽ lắm, cho nên là mình cũng khá là nghi ngại về giới tính của chàng trai này. Còn bạn của Nhi thì sao? Em thấy cái công việc mà của chàng trai số 3 là bán trái cây. Thì khi mà bán trái cây là phải là một người buôn bán. Rồi xong rồi chắc chắn là sẽ nói nhiều. Rồi xong rồi phải trả giá. Rồi phải tiếp xúc với lại rất là nhiều người phụ nữ. Thì giống như kiểu là em thấy là không có thích hợp với Nhi lắm. Nhưng mà nên nhớ phi thương bất phú. Chỉ cần chúng ta có công việc kinh doanh là tốt. Nhưng đó là ý kiến của bạn Hiếu tôn trọng. Mẹ thân mến, qua những chia sẻ của dì và của bạn Nhi, bây giờ mẹ một lần nữa phải đưa ra quyết định. Và thời gian suy nghĩ cho mẹ gia đình nhà gái bắt đầu. Thời gian đã hết. Ngay bây giờ, mời gia đình nhà gái, mẹ hãy đưa ra quyết định. Gia đình mà mẹ muốn dừng cuộc chơi là gia đình số mấy? Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình số... số 3. Xin lỗi chị. Số 3 vì sao thưa mẹ? Dạ tại vì tôi nghĩ là trong công việc buôn bán thì nói chung là nó cũng hơi bận rộn một xíu. Thành sáng dậy sớm, thức khuya dậy sớm, soạn hàng, soạn đồ mình thấy là cũng hơi bờ bộn. Có gì chị thông cảm cho tôi. Dạ. Xin dừng cuộc chơi với gia đình số 3. Dạ.
Hy vọng là mẹ không phải do bà dì kế bên ba suối nữa. Xin mời mẹ của gia đình số 3, không biết mẹ nghĩ gì về quyết định lựa chọn dừng cuộc chơi với gia đình của mình ạ? Tôi thấy có một cái sự gì sai sai ở đây. Người lớn nha, nên xin lỗi thông gia, xin lỗi các vị. Thì người lớn chúng ta đừng nên nói hai lời. Tôi tranh đấu ở đây là không phải là cho con trai tôi có được một mảnh đời. Tôi cũng rất quý mến, cũng quý mến với tất cả đối phương với nhau, về thông gia, về cô bạn nhỏ này. Nhưng mà tôi cũng phải tranh đấu ra là đã chấp nhận rồi, tại sao lại đổi lời? Tất cả mọi người kinh doanh mua bán đều mất hạnh phúc hay sao? Phụ nữ chúng ta đi về nhà chồng là trong có một cuộc ổn định về mọi mặt. Kinh doanh mua bán cũng phải là giữ hạnh phúc cho nhau, và một bữa cơm trong gia đình cũng rất là hạnh phúc đó mấy chị. Nhưng mà thôi, nói thì tâm sự bức xúc ra một chút thôi, chứ là hữu duyên chúng nó không được đến gần nhau. Thì cũng xin chúc cho gia đình cũng luôn được hạnh phúc với nhau. Gia đình nhà gái mình nghĩ gì khi gia đình số 3 có những phản hồi như vậy ạ? Con thì thực sự con rất là xin lỗi cô. Tại vì con không thể giữ con trai của cô ở lại với con đến hết chương trình. Nhưng mà bản thân con thì con cũng rất là biết ơn mẹ của con, dì của con và người bạn của con. Tại vì họ chiều ý của con cho nên là họ mới chọn, họ nói hai lời. Tại vì cảm giác của con là con cũng nghĩ là con không phù hợp để làm con dâu của cô. Vì công việc của con là đi diễn, cho nên là mỗi ngày con phải đi rất là nhiều. Và con cảm thấy đó chính là ngăn cách lớn nhất. Và hai đứa chưa chắc đã có thể đồng cảm về công việc lẫn như sở thích của nhau nữa. Và con sợ một khi nào đó con về ở với cô rồi á, thì cô không thể nào chấp nhận một người con dâu mà suốt ngày ăn ở ngoài đường và đi làm không chăm lo được cho gia đình nhiều. Thì con thấy là con không phù hợp và con cũng quyết định luôn ạ. Con cảm ơn cô. Dạ, rất tiếc phải không ạ? Rõ ràng người trong cuộc nào cũng có cái lý của mình để đưa ra quyết định, thưa quý vị. Và chúng ta tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ tôi đang rất mong chờ màn sắp lá cà giữa hai chàng trai của gia đình số 2 và gia đình số 3 xuất hiện tại đây, để xem có gây nên thêm những sự luyến tiếc nào hay không. Xin mời chàng trai của gia đình số 3. Đây là chàng trai con của gia đình số 3. Nãy giờ bên trong chắc em cũng nghe rõ những chia sẻ, những nhận định của nhà gái dành cho mình. Dạ em có cả nghe. Công việc của mình và cả cái lo lắng về tương lai của mình. Dạ, em nghĩ như thế nào về quyết định của nhà gái? Dạ em có hơi bức xúc là đầu tiên bạn nữ đã chọn em mà đã loại nhà số 2. Nhưng tại sao không biết em có suy nghĩ gì mà em thay đổi như vậy? Đối với công việc của anh thì nó rất là ổn định. Một ngày bán trái cây mình có thể không lo về phần kinh tế, mình có thể lo cho vợ cho con sau này được. Còn nếu như sở thích của vợ là môn thể thao thì vợ có thể đam mê yêu thích cái môn đó và đi theo nó, chứ đâu phải nhất thiết là lấy chồng gọi là phải phụ thuộc theo nhà chồng đâu. Nghĩ là em hơi bức xúc. Dạ em hơi bức xúc tại vì em thương mẹ em, và mẹ em đã dành tình thương đó bảo vệ đến phút cuối cùng cho em. Và em nghĩ là em sẽ không làm cho mẹ em buồn. Con hỏi nhà gái nghĩ như thế nào về chàng trai này, những cái lo lắng của mình về chàng trai này có đúng hay không đúng, hay như thế nào khi thấy chàng ấy xuất hiện? Cho phép tôi được nói thẳng cái suy nghĩ của mình nha. Dạ. Là mình không có một cái ác cảm nào về cái ngành nghề nào hết á. Nhưng mà qua cái sự lý luận của chị nha, là chị có nói là rằng là do là bên đây thay đổi ý á. Nhưng mà thực ra mà nói á, thì là quy định của chương trình mình chỉ tôn trọng thôi, tức là chương trình cho phép được lựa chọn lại, chứ không phải là mình cố ý mình xé rào, mà chị đã không chấp nhận cái quy định của chương trình như vậy. Thì là mình thấy sau này nếu như Dung Nhi nhà mình về làm dâu thì cô bé sẽ rất là vất vả với một người mẹ chồng khó khăn như vậy. Nguyên tắc nữa. Và ngoài ra nữa là sau khi là gặp cậu con trai này ra thì có những cái lý lẽ rất là bảo vệ mẹ, thì mình nghĩ rằng là sau này Dung Nhi nhà mình về đây sẽ rất là lẻ loi. Dạ, yeah. Đó là cái lo lắng của dì. Còn Nhi, em thấy như thế nào về chàng trai này?
khi xuất hiện tại đây? Bản thân em thì không có ngại gì về công việc của anh, nhưng mà tại vì anh nói là anh rất là thương mẹ, cho nên là anh sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Tại vì khi mà anh đã chấp nhận một người phụ nữ về với anh thì anh phải sẵn sàng chia sẻ tình cảm đó đồng đều cho cả vợ lẫn mẹ. Nếu anh chỉ nói là anh bảo vệ một mình mẹ thôi thì em là cái gì ở nhà của anh? Khi đó công việc của em phải đi ra đường rất là nhiều thì em không thể nào chăm sóc phụng dưỡng được mẹ của anh, thì mẹ của anh buồn, chứng tỏ anh cũng buồn và anh sẽ tạo áp lực lên em. Và như thế thì hai vợ chồng sẽ không bao giờ sống thoải mái được. Dạ. Theo em thì em sẽ không nghĩ như vậy. Tại vì bây giờ mình chưa về ở chung nên mình chưa có tiếng nói chung. Nhưng nếu như mà gia đình ba người mình ngồi lại nói chuyện với nhau, mình có thể trao đổi cho nhau là mẹ à, vợ con nó như vậy, và anh cũng sẽ nói với em là mẹ anh sẽ như vậy như vậy, và chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và để sống chung một căn nhà tốt hơn. Dạ, em nghĩ là như vậy. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng với quy định của chương trình thì từng vòng của chương trình đều có cái khó cho tất cả những người chơi. Họ sẽ không có quá nhiều thời gian để làm quen nhau, để gặp gỡ nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó cũng giống với tất cả những gì đã diễn ra ngoài kia. Cũng có những mối quan hệ qua làm mai làm mối, qua giới thiệu, rồi họ đến với nhau, rồi họ gặp nhau. Cũng có những gia đình hạnh phúc và cũng có những gia đình đổ vỡ đó thôi. Đó là quy luật cuộc sống và chúng ta tôn trọng. Tôi xin gọi đó là chữ duyên. Nếu mà duyên chưa đủ thì chúng ta dừng lại thôi, phải không? Rất mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ của gia đình số 3 và cả em nữa. Mình mời mẹ xuống đây nha. Dạ, mời mẹ. Dạ. Trước khi chia tay chương trình thì cô muốn nói lời gì với tất cả quý vị khán giả không ạ? Dạ. Mình xin chào tất cả trường quay và chào quý vị khán giả và chào. Khi mà nghe con mình nói á, là dành hết tình cảm dành cho mẹ và không có để mẹ buồn, thì cô cảm thấy như thế nào? Thì con mình đó là số 1 đó. Con mình lúc nào là cũng hàng đầu trong gia đình. Và nếu mà kiếm được á, và vừa ý và hữu duyên được á, một mảnh đời còn lại á, thì rất là hạnh phúc theo mình nghĩ, không ngoài sự mong muốn. Và mình cũng rất là tiếc nuối khi không kiếm được cho con mình một mảnh đời còn lại. Mình xin chúc cho tất cả luôn bình an và vui vẻ, hạnh phúc. Dạ. Con mừng. Con mừng cho cô vì cô có một người con trai tình cảm. Chúc em sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc kinh doanh và sớm tìm được tình yêu. Xin cảm ơn rất nhiều và xin gửi lời chào tạm biệt hai mẹ con ạ. Ở vòng 2 này, ba chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, ở vòng 2 trái tim chân thành này rất đơn giản thôi, vì chúng ta đã có một chàng trai lộ diện, đó chính là Sang, chàng trai con của gia đình số 2. Ở vòng 2 này, trái tim chân thành mỗi chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện và mỗi chàng trai sẽ có 3 phút để đưa ra những lời nói chân thành nhất, hành động chân thành nhất, bất cứ điều gì chân thành nhất dành cho nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Gia đình của các chàng trai lần lượt cũng nhập cuộc, góp thêm những tiếng nói chân tình để thuyết phục thông gia. Thưa quý vị, Hoàng Sang đã có mặt tại vị trí và chúng ta còn chờ đợi một cái tên nữa thôi, không ai khác, đó chính là Bạch Dung Nhi. Mời em xuống đây. Đây, 3 phút dành cho đôi trẻ, bắt đầu. Nhi ơi. Dạ. Em có biết anh ghét nhất là ngày nào không? Cái ngày mà anh ghét nhất là ngày 1 tháng 6 á. Em biết tại sao không? Vì ngày đó là ngày thiếu nhi á. Thì anh cũng xin hát tặng em một bài. Mặc dù anh theo nghiệp thể thao nhưng mà anh rất là thích hát. Có hát dở thì em cũng bỏ qua cho anh nha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này đêm như thơ, nhẹ chiếu lên tim ta những vết thương. Tình yêu này mong mơ
giờ tan vỡ thôi cuộc đời, sẽ xin những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Anh không phải nàng thơ, cho nên không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà anh cố gắng sẽ cho em những gì tốt nhất của anh, sẽ không để cho em cực khổ, sẽ thấu hiểu em cho những lúc mà em bận rộn, công việc của em như thế nào anh cũng sẽ hiểu. Cho nên là hãy cho anh một cơ hội, cũng như là cho mình có thêm thời gian để mà mình tìm hiểu nhau. Vậy em muốn hỏi anh là khi mà em đi diễn nhiều quá, diễn với những cái bạn nam khác giới á, thì anh có ghen không? Cái ở đây không phải là ghen hay không, cái ở đây là sự tin tưởng. Nếu mà anh thương em thì anh sẽ tin đó là công việc của em thôi, chứ không có điều gì mà để anh phải ghen cả. Điều ba, em muốn là hai, khi em đi đâu thì anh cũng phải đặt niềm tin ở em. Hết giờ. Cái thú vị á, bên hội nhà gái mình bàn cái thú vị của chàng trai này chính là bạn ấy rất là chân thành. Mẹ có cảm nhận vậy không mẹ? Đúng rồi. Mẹ thấy như thế nào qua 3 phút của chàng trai này? Thì qua 3 phút mình thấy là chàng trai này cũng dễ thương mà. Dạ. Mình thấy hiền hậu. Hiền mẹ dễ ha. Thương. Thấy cũng xứng với con mình. Đứng kế mẹ thấy kìa. Đẹp đôi không? Đẹp đó. Cái cặp này mà mặc đồ cùng dâu chú rể là thôi ngon lành luôn. Còn gì? Chị thấy sao? À, thực ra là trái lại với cái dự đoán ban đầu của mình. Vì rất là sợ là những cái vẻ mà bề ngoài đẹp trai á, thì sẽ không chung tình. Nhưng mà thấy cái cách thể hiện trong 3 phút của chàng trai này rất là chân tình. Và cảm thấy là có một cái gì đó là rụt rè. Và tôi nghĩ là chàng trai này chắc cũng khá là nhát gái. Dạ. Yeah. Cho nên đó sẽ là không phải là một cái mối mà lo của tôi. Dạ. Yeah. Em thì em thấy cái bạn nam này thì nó quá xuất sắc đi. Quá xuất sắc. Thì cũng giống như Nhi nhà em vậy đó, là cũng đẹp quá, không ai dám lại. Mà bây giờ hai bạn đẹp nó đụng lại với nhau cái nó ôm luôn. Thôi từ từ còn 3 nhân vật nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Còn... Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là 3 phút để cho Sang chia sẻ lên chân tình của mình dành cho Nhi. Nhưng bây giờ mời hai bạn đứng hướng mắt ra sân khấu để lắng nghe thêm chia sẻ của ba Sang. Một phút dành cho ba của Sang bắt đầu. Trước mắt xin cảm ơn nhà gái đã lựa chọn Sang con tôi một lần nữa. Về phần Sang của con tôi thì các bên nhà gái cũng biết rồi đó. Em rất thiệt thà và rất chân tình. Việt Nam mình có câu mà rỡ là con trai, dâu là con gái. Cho mình thấy hai đứa thấy rất rất xứng đôi, mình dạ. Thấy cũng ấm lòng, nên mình mới khuyên con của mình, nếu mà hai đứa nếu mà được thì phải ráng cố giữ gìn mà giữ lấy, dạ. Đừng đỡ tuột mất. Đây là một cái lời động viên của, tại vì bây giờ sao thì bên Nhi cũng có việc làm, mà bên con trai mình nó cũng việc làm ổn định rồi, dạ. Có công ăn việc làm rồi, chỉ cần sắp xếp thời gian ổn thỏa thôi là hai đứa sẽ hạnh phúc. Vâng, hết giờ. Cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ chân thành của chú đã gửi đến gia đình nhà gái. Qua đó chúng ta dễ dàng thấu hiểu hơn, phải không ạ? Đúng là quan trọng như chú nói đó. Nhìn hai bạn có cái cảm giác nó rất là hợp với nhau, và nó có nhiều điều mà hai bạn cần chia sẻ để hướng đến những tương lai tốt đẹp lắm. Nhưng chưa đâu, mới là chàng trai đầu tiên thôi, còn hai cậu con trai của gia đình số 1 và số 4 nữa. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón chàng trai con của gia đình số 1. Hồi nãy ở bên trong nghe chàng trai con gia đình số 2 dành 3 phút để chia sẻ lời chân thành rồi, đúng không? Sao vịnh tim dữ vậy? Em hồi hộp quá. Hồi hộp quá phải không? Không sao, đứng trước những nhan sắc xinh đẹp thì luôn luôn hồi hộp như vậy là điều đúng, cái cảm xúc của đàn ông mình. Nhưng bây giờ cần mạnh mẽ nha. Dạ. Cần mạnh mẽ và chân thành. Thời gian 3 phút dành cho em và Nhi bắt đầu. Anh chào em. Hôm nay em đẹp lắm. Nãy giờ anh có nghe em nói về tính chất công việc của em là di chuyển hàng ngày và liên tục,
khó có thể chăm sóc cho gia đình. Nhưng mà anh, công việc anh cũng vậy, anh làm từ sáng đến tối. Đôi lúc bố mẹ gia đình cần là mình sự quan tâm yêu thương và lễ phép của mình đối với ba mẹ. Còn việc công việc của mình, ba mẹ vẫn sẽ hiểu được tính chất công việc đó để chấp nhận và cảm thông cho mình. Quan trọng là giữa hai đứa có sự thông cảm và hiểu được tính chất công việc của nhau không. Thậm chí có nhiều lúc anh sẽ hỗ trợ cho em nữa. Đó là một gia đình. Gia đình là yêu thương, ấm áp và hỗ trợ cho nhau trong tất cả công việc, đúng không ạ? Bác, đối với con, gia đình nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Anh nghĩ là đàn ông thì mình làm nhiều hơn là hứa. Đôi lúc mình nói, người nghe sẽ nhớ rất là rõ, nhưng mà người hứa sẽ không bao giờ nhớ. Và đôi lúc cái điều đó vô tình làm tổn thương nhau rất là nhiều. Tại vì công việc của hai đứa là luôn luôn lúc nào cũng đi liên tục. Nó quan tâm nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cái đó mới là cái điều cần thiết nhất. Đối với anh là vậy. Con của gia đình số 1 đã tận dụng thời gian của mình, chẳng những nói, thuyết phục mà còn đưa ra những lý lẽ khá là chắc chắn. Để xem một phút còn lại sẽ dành cho đại diện gia đình. Lúc này là mẹ của chàng trai gia đình số 1 sẽ tham chiến như thế nào. Dạ, xin mời một phút dành cho mẹ, bắt đầu. Dạ, thưa nhà, bên nhà gái. Trai tôi nó gọi là nó 25 tuổi nhưng mà cái tư tưởng, cái suy nghĩ chín chắn lắm, có hiếu thảo lắm, không rượu chè, không hút thuốc, không gì hết trơn á. Thật sự gì, gia đình tôi không có gì ngoài điều kiện. Nói thật. Trời ơi, mẹ ơi. Tôi đã mua sẵn một căn nhà rồi ở quận 5. Chỉ chờ có con dâu là về ở thôi. Tôi bây giờ cái tư tưởng tôi nó rất là phóng khoáng. Tôi có thể đi du lịch này kia nọ chơi, tôi giao con trai tôi cho con dâu đi. Tôi dạ. Không cần tụi nó lo, tôi không cần làm dâu. Tại vì xin lỗi cái này là nói ngoài lệ một chút, là tôi hy vọng kỳ này là tôi sẽ kê rước được con dâu này. Tại vì nó xin nói với chú Hiếu đó là dạ. cái đợt vừa rồi mà có cho phép được yêu là tôi đã có được chàng rể ở chương trình đó rồi. Chàng rể rất là hiếu thảo. Rất là tuyệt vời, cảm ơn cô một lần nữa tin tưởng những sân chơi tình yêu như thế này trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để có thể xe duyên kết tóc cho đôi trẻ và chúc cho cô gặp nhiều may mắn nha. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn một chàng trai nữa, đó chính là cậu con trai cưng của gia đình số 4. Hãy cùng hướng mắt về vị trí cánh cửa kia để xem chàng trai gia đình số 4 dung mạo như thế nào. Xin mời. Thưa quý vị, hy vọng là em đã nghe hai chàng trai trước chia sẻ như thế nào và tận dụng 3 phút rồi, đúng không? Thời gian 3 phút dành cho hai em, bắt đầu. Chào em. Dạ, chào anh. Thì em là một người rất là yêu thích thể thao và chơi thể thao, cho nên em sẽ cũng có chú trọng về cái hình thái, cái hình dáng của một người bạn trai, là chiều cao hoặc là thể hình. Mặc dù xuất hiện trước mặt em thì anh là một người bóc dáng thì cũng chưa được như ý của em. Nhưng mà trong tình yêu thì hai thứ quan trọng hơn là vẻ bề ngoài. Đó là tình yêu chân thành, sự chân thật. Và một cái quan trọng hơn để duy trì cái tình yêu chân thành, hôn nhân, vợ chồng, đó là sự ổn định kinh tế. Thì anh có thể mang lại cho em hai điều đó. Và với cái vẻ bề ngoài để được đẹp như ý của em muốn, thì anh tin rằng với cái tình yêu chân thành có thể làm được tất cả. Và anh tin là anh có thể thay đổi được tất cả. Biết đâu khi đến được với em thì anh có thể biết đến những cái môn thể thao anh đang chơi để anh tham gia, và anh có thể thay đổi được tóc dáng tốt hơn. Dạ thưa má của Dung Nhi, dì và bạn của Dung Nhi, thì
Có thể là em xuất hiện với một cái vóc dáng không được ưng ý và đẹp như những chàng trai số 1, số 2 và số 3. Nhưng mà trong tình yêu nam nữ thì sự chân thành mới là quan trọng nhất. Và con tin rằng con có thể đem lại điều đó cho Dung Nhi và xây đắp được cái gia đình hạnh phúc bằng cái sự chân thành và kinh tế ổn định của con. Hết giờ. Vừa kịp lúc ha, vừa kịp lúc phải không gia đình nhà gái, vừa kịp lúc hết giờ luôn. Và cũng đã đủ ý để nói chẳng những cho Dung Nhi mà còn nói với gia đình nhà gái nữa. Bây giờ là lúc mà mẹ của chàng trai gia đình số 4, chúng ta sẽ có một phút. Hãy nhớ nắm bắt một phút này để làm tất cả những điều tuyệt vời nhất cho con mình bằng tất cả mọi thứ để mong muốn con mình sẽ không phải bị loại ngay vòng này. Thời gian một phút dành cho mẹ bắt đầu. Con gái à, mẹ nói một câu như này nhé. Con trai của mẹ ấy thì không cao bằng bạn trai ở gia đình số 2, không to đô con bằng gia đình số 1. Nhưng con trai của mẹ có một trái tim rất là nhân hậu, rất là gọi là nó rất là rộng lớn đấy. Cho nên con mà chọn con trai của mẹ ấy, thì nó là tuyệt vời luôn con ạ. Tự vì con trai của mẹ thì làm bên thời trang ấy, con muốn đẹp giống như mẹ thì hãy chọn con trai của mẹ. Với lại mẹ nữa thì biết sao, mẹ cũng mua cho mẹ con trai của mẹ căn nhà quận 1 rồi. Wow. cho nên là nếu như mà cái vấn đề của con đi diễn này nọ kia thì không có quan trọng. Con mẹ thì mẹ tự lo cho mình, cho nên con không cần phải ở dâu, cũng không phải làm dâu cho mẹ, cũng không phải giống như không phải phục vụ mẹ gì cả. Con làm công việc của con, hai đứa con sống hạnh phúc là được rồi. Hãy chọn con trai của mẹ nhé. Hết giờ. Rõ ràng là gia đình nhà gái chúng ta thấy không, chiến thuật của gia đình nhà trai số 4 ở bên kia là đánh thẳng vào chính những cái lo lắng của gia đình nhà gái luôn đấy. Vậy thì bây giờ cảm ơn chàng trai gia đình số 4 rất là nhiều. Nào cô gái của chương trình, anh tin chắc rằng em cũng có những cái đắn đo riêng của bản thân. Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ mình lại là một người không được lựa chọn, đúng không? Anh tin là em có lựa chọn riêng đó. Nhưng mà để xem gia đình của mình lần này có chót lỡ loại đúng cái người mà mình mong muốn giữ lại hay không. Thời gian hỏi ý dành cho gia đình nhà gái bắt đầu. Mẹ thấy gia đình sao mấy? Ca này hơi khó đó. Bởi vì sao? Một bên là ngoại hình rất là đẹp trai. Dạ. Nhưng mà hai gia đình kia, dù bạn không cao nhưng mà ai cũng phải ngước nhìn. Hai căn nhà mặt tiền, ca này khó hả mày? Thì mình với tôi mình cũng nghiêng về gia đình số 2. Tại vì mình thấy là hai đứa nó cũng xứng đôi vừa đủ. Hỏi ý của gia đình nhà gái cũng đã hết. Để xem sao phần hồi ý này sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Giữa gia đình số 1, số 2 và số 4, gia đình nào sẽ phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 2 này? Hãy cho chương trình được biết gia đình mà hội nhà gái quyết định dừng cuộc chơi là gia đình số mấy? Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình số 4. Xin lỗi chị. Lý do tại sao ạ? Dạ tại vì tôi thấy là cháu trai nói chung là sức khỏe cũng không có xứng gì với Dung Nhi. Thành sợ sức khỏe sau này cháu sẽ không lo được cho Nhi. Thành nói chung là có gì tôi cũng xin lỗi chị. Dạ thưa mẹ, nhưng mà cái vóc dáng cải thiện được mà mẹ. Tại vì vóc dáng mình luyện tập thì mình cải thiện vóc dáng, cơ bắp này nọ cũng từ luyện tập mà ra. Mẹ của nhà trai có đồng ý với quyết định này không ạ? Nói với gia đình họ nhà gái như thế này nè. Đừng nghĩ là giống như là người ta nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Giống như là cha mẹ đẹp, chưa chắc sanh con đã đẹp. Đôi khi ấy, chị chọn một chàng trai đẹp nhưng mà sau này sanh con nó lại không có đẹp giống như là ba mẹ của nó, giống như mình đó. Wow. Cho nên không nói trước được cái gì cả. Hãy suy nghĩ lại nha. Thật ra rất là khó để suy nghĩ lại và rất là tiếc với quyết định này. Và
đó là quy định của chương trình. Rất tiếc chúng ta phải dừng cuộc chơi và chúng ta không có duyên để đi tiếp. Không sao, mời chàng trai của gia đình số 4 ra sân khấu và mời mẹ xuống sân khấu ạ. Thật sự Hiếu rất là tiếc luôn và Hiếu hoàn toàn đồng ý với quan điểm của gia đình số 4. Chúng ta hoàn toàn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Cho nên là rất là mong là mình chưa có duyên đi tiếp chương trình, mình dừng lại tại đây thôi. Và cũng cảm ơn gia đình số 4 và cảm ơn em đã đến với chương trình. Em có muốn nói gì với nữ chính không? Thì kết thúc chương trình ở đây thì cũng kính chúc em sẽ tìm gặp được một người ưng ý. Nhưng mà anh cũng hy vọng là em sẽ chú trọng vào cái tình yêu chân thành của người bạn trai em chọn hơn là ngoại hình. Còn Du Nhi? Em không chê gì ngoại hình của anh hết. Nhưng mà em cần một người mà khi đứng cạnh em cảm thấy ấm áp, và khi nhìn thì em có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên thay vì là nghe những lời nói. Và như vậy, rất tiếc thưa quý vị, chỉ mong là em sẽ sớm gặp được một cô gái phù hợp với mình, và mong mẹ sẽ có một cô con dâu tương lai thật là ưng ý nha. Một tràng vỗ tay cảm ơn gia đình số 4 đã đến với chương trình. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 3, cũng là vòng quyết định mang tên Thông gia song đấu. Thưa quý vị, ở ngay vòng 3 thông gia song đấu này, mỗi gia đình của chúng ta, như Hiếu đã giới thiệu, đã chuẩn bị cho mình một báu vật để mang đến đây trình cho gia đình nhà gái, để xem món báu vật này sẽ tượng trưng cho điều gì và gửi gắm vào đó những thông điệp gì để thuyết phục gia đình nhà gái đây. Cái món quà này nó chỉ là tinh thần thôi. Tinh thần đúng không? Ừ. Mình sẽ đánh mạnh vào tinh thần. Là tôi hy vọng là tôi sẽ chiến thắng. Dạ, đó, cái quan trọng là như vậy. Thưa quý vị, sức mạnh tinh thần bao giờ cũng thật sự to lớn, dễ dàng làm bùng nổ bất kỳ mọi cảm xúc. Vậy để xem món báu vật của gia đình nhà trai số 1 là gì. Xin mời báu vật xuất hiện trên sân khấu. Thưa quý vị, đây là những người đàn ông bí mật của chương trình chúng tôi. Họ luôn luôn ẩn chứa những bí mật mà chúng ta không biết đến. Và dĩ nhiên, đây chính là báu vật của gia đình nhà trai số 1 mang đến. Để xem nó là gì. Hồi hộp. Đó là ơi! Thưa quý vị, Hiếu xin phép được nhận một hộp quà từ người đàn ông bí mật. Cảm ơn bạn đã mang hộp quà đến cho chương trình. Bây giờ là anh gửi lại báu vật này cho gia đình mình, để gia đình mình lúc này là mẹ và em sẽ ra sức thuyết phục và gửi gắm những thông điệp tinh thần đến gia đình nhà gái nha. Cố lên nha cô. Xin mời nhà gái bước xuống sân khấu ạ. À, bây giờ xin gửi lại báu vật cho gia đình nhà trai trình cho gia đình nhà gái. Dạ, xin mời ạ. À, mẹ ơi, con nghĩ cái món quà này con để cho mẹ mở. Rồi mẹ nói ý nghĩa của nó luôn. Dạ, xin chào. Cũng như tôi nói là cái món quà này chỉ là món quà tinh thần thôi, nhưng mà nó gửi gắm cái lòng của tôi trong đó đó. À, tôi
muốn gửi cái lời nói của tôi là chiếc đồng hồ. Nó không có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà cái ý của tôi muốn nói với bên họ nhà gái là thời gian nó qua đi nhanh lắm. Rồi nếu mà cơ hội mình để nó vụt đi mất thì mình không có tìm lại được. Mong nhà gái hiểu cái ý của tôi. Và dạ, mong con về làm dâu mẹ. Dạ. Thưa quý vị, tôi đã thấy được cái chiến lược hết sức dữ dội của gia đình nhà trai. Thời gian qua đi sao không có lấy lại được. Không đâu đó na ná giống như việc có không giữ, mất đừng tiếc. Cảm ơn gia đình nhà trai số 1 rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng xem gia đình nhà trai số 2 sẽ mang đến món báu vật gì. Xin mời cậu con trai của gia đình nhà trai số 2 xuất hiện và mời phụ huynh bước xuống sân khấu. Bây giờ chúng ta cùng xem báu vật mà gia đình nhà trai số 2 mang đến chương trình là gì. Xin mời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một lần nữa trở lại sân khấu với một món báu vật trên tay. Hồi hộp quý vị. To hơn nhưng không nặng hơn. Đây liệu là báu vật gì? Thưa quý vị, một cây thước. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mời bạn về vị trí. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, đúng không? Đó chỉ là phỏng đoán của Phương Hiếu thôi. Nhưng tôi tin chắc cây thước này cũng ẩn chứa một thông điệp gì đó. Hiếu sẽ mang báu vật này gửi lại cho gia đình nhà trai số 2. Dạ chào chú. Cảm ơn. Hồi nãy Hiếu nói vui là mấy ai lấy thước mà đo lòng người, nói cho vui thôi. Hiếu gửi lại báu vật để cho con của chú và chú. Mình cũng sẽ có thời gian để nói đến thông điệp tinh thần. Và thời gian dành cho chú và em bắt đầu. Trước mắt thì cũng như là mình muốn tặng món quà này cho hai đứa, là nó có một cái tinh thần là cái thước lúc nào nó cũng thẳng. Cho nên mong muốn hai con sau này nếu mà có được yêu nhau thì vẫn ngay thẳng, thật thà, chất phác, đi đâu thì về đến đó. Và đừng có bao giờ mà làm trái theo cái lời của cha mẹ dạy. Đó, ba chỉ mong muốn hai con. Cũng lại là một thông điệp gửi gắm về tinh thần nữa, phải không ạ? Để xem, ngay bây giờ, lúc này gia đình nhà trai số 1 và gia đình nhà trai số 2, chúng ta sẽ bước vào màn thông gia, song đấu. Rất mong là mẹ và ba của hai em, cùng hai em có thể đưa ra những tiếng nói chân thành nhất. Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. Dạ thưa anh, thì nãy anh có được cái thước á, anh nói thẳng thắn. Thì đây cái lời nói tôi nó cũng thẳng thắn, nói thẳng luôn là đây, con trai tôi mạnh khỏe, huấn luyện viên, sáu múi, vui vẻ, thoải mái, cuộc sống ổn định, cái gì cũng tốt hết, Tiểu Thảo với cha mẹ. Mà nhất nữa là đó, cái truyền thống của gia đình tôi á, là cái truyền thống gọi là một gia đình nhân hậu, một gia đình của bạn biết trên biết dưới. Cộng thêm nữa là gia đình tôi có điều kiện, xin lỗi nói câu đó nhưng mà thật sự là gia đình tôi có điều kiện. Gia đình tôi có điều kiện, xin lỗi nói câu đó nhưng mà thật sự là gia đình tôi có điều kiện. Thành ra tôi đã dự định đã mua một căn nhà ở quận 5 cho con tôi. Và đồng thời nếu con tôi nó nãy nó có nói nhỏ với tôi là nó gặp con dâu đây là nó bị tiếng sét ái tình rồi. Thành ra bây giờ tôi gặp tôi cũng vừa ý con dâu này lắm.
Thành ra bây giờ cái này là cái ý định của tôi mới vừa nảy ra. Nếu trường hợp con về làm dâu của má, là nhờ làm vợ của con má, là má nhất định là không cho con làm dâu, hai đứa ở riêng. Và đồng thời cái ý định này mới xảy ra là má sẽ cho tụi con một số vốn, con mở cái cửa hàng bán cái gì tùy tụi con, mà có thể là đồ thể dụng cụ thể thao cái gì đó, có theo ý thích của tụi con. Má chiều tụi con hết. Chưa chắc gì con anh có ngoại hình nó cao vậy á, khỏe mạnh như con trai tôi đâu. Thật sự luôn đó. Thì bây giờ tôi cũng nói với chị, con trai chị nó là có điều kiện, trong một gia đình có điều kiện, nhưng mà tôi lại không có điều kiện, nhưng mà tôi lại cho con tôi được một sự hạnh phúc và một cái tương lai của nó ăn học đến nơi đến chỗ, mà nó tự tạo được cái công việc của nó, tự tạo lập ra nó làm đó, đó là một cái quý giá nhất. Tôi lấy chị Thám, tôi nuôi con là với bằng một cái tấm lòng của mình thôi, tôi không có cho tôi con tôi những cái gì tốt đẹp mà tự con tôi tự tìm lấy. Tôi chỉ dạy cho cái cách sống ở trên đời này nó phải biết tự nó vươn lên, nó tự chọn lấy một tương lai của nó. Dạ anh cho tôi phản biện cái, con tôi nó cũng vẫn đầy đủ cái đức tính, nó vẫn học đại học, vẫn học đại học, nó ra trường đàng hoàng, là công chuyện ổn định, làm theo cái ý thích sở thích đàng hoàng tử tế, không có cái gì để gọi là con tôi gọi là có một cái điểm gì xấu. Nhưng mà tôi nói anh nghe, mặc dầu mình có tấm lòng, nhưng cái thời buổi này sống nó phải có điều kiện. Ví dụ bây giờ mình, ví dụ bây giờ vợ chồng muốn làm cái đó, tôi xin lỗi anh không có tiền, lấy đâu làm, lấy đâu mà lo tương lai cuộc sống, rồi phải còn con cái, không có tiền khổ lắm anh à. Tôi nghĩ vậy đó, không biết thấy đúng xin, hay không. Xin chị, tôi là chị thấy con tôi nó cũng là huấn luyện viên đó, và nó cũng làm bên trong của nhà nước, cũng bên ngân hàng, của ngân hàng. Mà tôi nói thiệt, tôi là tôi tạo điều kiện cho con tôi có một cái phương tiện. Nhà tôi không có, nhưng mà xì bốn bánh tôi có nghe. Bốn bánh tôi sẽ cho con tôi, hai vợ chồng đó từ sáng đèo nhau đi làm, rồi chiều hai đứa nó đèo nhau đi về. Đó là một cái hạnh phúc nhất của người Việt Nam mình mong muốn. Còn cái nhà đó, cái nhà bây giờ mình mua chung cư này đó, chị thấy như cái Covid này ai có muốn ở chung cư không đó, khi ta lên vườn Ngọc Môn hay là mình tránh ta mua cái nhà đơn sơ rất hạnh phúc, có xe đi đưa đi đón đi về rất tuyệt vời. Dạ, đó, xin lỗi anh. Xin lỗi anh, tôi đã mua được cái nhà mặt tiền 275 Cao Đạt. Thật sự là tôi đã mua ở nhà 275 Cao Đạt, phường 1, quận 5. Tôi đã mua được cái nhà biệt thự luôn, mà làm sao tôi không mua được cái xe hơi. Xe hơi là cái chuyện bình thường đối với tôi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, dầu gì đi chăng nữa, cái cuộc sống nó phải có đồng tiền để cho tuổi nhỏ nó tạo dựng một cái tương lai, nó có tiền bạc đặng nó khuếch trương cái cuộc sống lên, thì cái đời sống của nó sẽ tốt đẹp hơn. Chi bằng trong một cái đời sống đồng ý là mình, con tôi nó có tình cảm, thật sự nó đã bị tiếng sét ái tình, nó muốn cái cô này, thì bây giờ tôi là bổn phận làm mẹ, tôi phải có một cái gì đó tôi bồi đắp cho con tôi có một cái cuộc sống sung sướng. Tôi mong là nhà gái thấy được cái lòng thành của tôi, thấy được cái điều kiện của tôi, thấy được con trai tôi nó như vậy. Xin nhà gái chấp nhận cho hai bên mình làm thông gia, tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn hai gia đình nhà trai rất là nhiều. Đó không đơn giản chỉ là những lời phản biện, những lời binh vực, những lời mong mỏi, mà đó chính là tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ. Và thật vậy, hai chàng trai này đều có nền tảng cơ bản giống như nhau, đều đã từng là vận động viên liên quan đến thể thao, đều đã đang đi dạy và có công việc. Một bên thì còn có thêm hứa hẹn về điều kiện để cho một cái nhà và cả tài sản để sau này cả hai về chung với nhau nữa. Còn một bên, ba tuy không có điều kiện và khẳng định rằng không có điều kiện bằng bên gia đình bên kia thôi, nhưng vẫn có phương tiện là chiếc xe nè, rồi cả một cái tấm lòng, và truyền cho hai người trẻ một cái động lực cố gắng phấn đấu làm ăn để tự nuôi bản thân mình mà không ỷ lại vào gia sản của cá nhân nữa. Đó cũng là một điều cực kỳ tốt. Vậy thì ngay bây giờ hai em sẽ có những điều gì đưa ra cảnh báo cho gia đình nhà gái về nguy cơ có thể xảy ra nếu như gia đình nhà gái chọn chàng trai kia? Xin mời. Thôi mình nhường bạn nói trước đi. Con cũng xin thưa với lại gia đình của Nhi, cái của anh có nhiều không phải là của cải, mà đó là tình cảm của anh. Khi mà anh mới nhìn thấy em thì anh nghĩ là anh sẽ cố gắng hết sức để anh có thể có cơ hội để làm quen, cũng như là những cái bước tiến xa hơn sau này. Và ba mẹ mình chỉ có công sinh thành mình thôi, nhưng cái người mà đi với mình tới cuối cuộc đời
mới chính là vợ chồng. Thì anh mong là em sẽ hiểu và cho anh cơ hội. Còn nếu mà nói về của cải vật chất của cô bên đây là để nói cho em biết, thì cái đó cũng là lựa chọn của em, cho nên là anh tôn trọng quyết định của em. Thưa quý vị, chàng trai của gia đình số 2 đã đưa ra quyết định không tuyên chiến mà chỉ khẳng định lại tấm chân tình của mình. Còn em thì sao? Còn con trai gia đình số 1? Dạ, chào cô, chào chị, chào em. Nếu mà nói về vấn đề vật chất, mình tạm thời mình để nó qua một bên. Mình sẽ nói về tình cảm. Khi em đã chấp nhận em lập gia đình là em đã phải trụ vững được trong công việc em rồi, em mới lập gia đình. Còn cái việc nếu như ba mẹ thương mình, cho mình một cái đồng vốn đó, nó gọi là để những lúc khó khăn nhất mới lấy ra xài. Nhưng mà nếu mà bản thân mình đã chấp nhận bước ra đi làm mà để bản thân mình rơi vào thế khó thì người đó không có ý chí, người đó không có cầu tiến, mới quay ngược nhìn lại cái của đó. Cái của đó chỉ là sẽ mình cảm thấy yên tâm hơn, vì khi mình ngã ngửa đi nữa mình cũng còn một đường thủ ở sau lưng. Đó là cái an tâm mà mẹ muốn để lại cho gia đình nhỏ của em về sau này, chứ không phải khoe là giàu có hay là tiền bạc gì hết. Nghĩa là em vẫn muốn nói quan trọng ở đây là cái ý chí của mỗi người. Đúng rồi. Nhà bên kia có ý chí em? Thì em có ý chí vậy. Xe hơi, bốn bánh, xe gì cũng vậy. Mình muốn làm là có. Trừ khi nào mình không muốn làm, mình ngồi lướt Google hoài. Nếu ai cũng có ý chí thì người ta sẽ chọn ở bên mà người ta thấy xứng đôi vừa lứa với con người ta hơn. Em nghĩ dạ, sao? Dạ đúng. Hồi xưa mà vạn sự như ý, giờ vạn sự tùy em thôi. Anh chỉ nói vậy thôi. Hiếu muốn hỏi như vậy để làm rõ quan điểm và thấy rằng ai cũng có lý lẽ. Một bên trong tình cảm phải có vật chất nữa thì mới hạnh phúc. Một bên chỉ cần có tình cảm thì tất cả mọi thứ chúng ta đều tạo nên được. Dù hạnh phúc với nhau mà nghèo chút xíu cũng được, có tình cảm thì mới quan trọng. Vậy thì bây giờ quyết định vẫn nằm ở gia đình nhà gái. Bây giờ mời đại diện các gia đình chúng ta quay trở về vị trí và hai chàng trai vào trong để chuẩn bị cho màn lộ diện cuối cùng. Thưa quý vị, gia đình nào cũng có lý lẽ của họ và điều nào cũng đúng thôi. Nền tảng gia đình mỗi khác, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Quan trọng bây giờ là gia đình nhà gái chúng ta, sau khi đã thấy những báu vật, những lời chia sẻ và những lời chân tình mong mỏi dành cho con cái và cả nền tảng gia đình của hai bên, gia đình nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cho chúng tôi biết gia đình nhà gái sẽ chấp nhận cho con gái của mình làm quen với chàng trai của gia đình số mấy. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Thưa quý vị, thời gian đã trôi qua. Xin mời mẹ của em, Nhi, hãy cho chúng tôi biết chàng trai mà gia đình chấp nhận kết đôi với con gái của mình là chàng trai gia đình số mấy? Xin mời. Tôi xin kết bạn với con tôi là tôi chọn gia đình số 2. Tại vì sao mẹ ơi? Dạ tại vì qua các gia đình thì tôi thấy là gia đình của gia đình số 2 gà trống nuôi con, nhưng mà thấy tình cảm cũng rất là cao quý. Nói về tình cảm thì tôi cũng rất mến thiệt. Còn riêng gia đình số 1 thì nói chung là cũng đầy đủ vật chất và nói chung là cũng không thiếu gì, nhưng mà thì theo tôi nghĩ là về xứng đôi vừa lứa thì tôi cũng chọn gia đình số 2. Có gì chị thông cảm cho em. Dạ, mẹ của gia đình số 1 thấy như thế nào với lựa chọn của gia đình nhà gái? Thì bây giờ bên nhà gái đã nói vậy rồi thì thôi phải chấp nhận chứ sao, coi như là không có duyên nợ đi chứ. Dạ. Giờ sao giờ mình làm gì đâu có thay đổi được tình thế như lúc cái đầu lúc đầu đâu. Dạ. Thành ra phải vậy thôi, nhưng mà cũng không có buồn gì đâu.
làm cha làm mẹ mình cũng mong cho tụi nó hạnh phúc thôi, nên không có buồn gì đâu, nên bên gia đình nhà gái đừng có ngại, với lại cũng đừng buồn tôi nha. Rồi, thì mình cũng phải vì con mình là mình phải tranh đấu thôi, tất cả vì con hết, tất cả vì con hết. Một lần nữa cảm ơn mẹ rất là nhiều đã đến với chương trình, và cũng cảm ơn mẹ đã tin tưởng những sân chơi tình yêu như là chương trình Thông Gia Song Đấu. Và trước đó nữa cũng khung giờ này là chương trình Cho Phép Được Yêu, đã tìm thấy tình yêu hạnh phúc cho con gái lớn của mẹ. Rồi xin mời chàng trai gia đình số 1 cùng dẫn mẹ chào tạm biệt khán giả ạ. Chào tạm biệt cô và hẹn gặp lại ạ. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đã biết gia đình nhà gái đã đưa ra quyết định chấp nhận kết đôi con gái của mình với cậu con trai của gia đình số 2. Nhưng một điều quan trọng ở đây đó chỉ mới là lựa chọn của gia đình mà thôi. Ngay bây giờ, lúc này đây nữ chính của chúng ta, bạn Nhi sẽ được đưa ra quyết định có đồng ý chấp nhận với sự kết hợp của gia đình mình hay không. Hoàn toàn Nhi có quyền quyết định. Vậy thì mời chàng trai của gia đình số 2 bước ra sân khấu. Đầu tiên em là người được gia đình nhà gái lựa chọn, em cảm thấy như thế nào? Vâng, em xin cảm ơn gia đình của Nhi ạ. Thì em rất là vui và em không biết nói gì hơn là cảm ơn. Và em tin là cái sự lựa chọn lần này của gia đình Nhi cũng như là của Nhi, là sau 3 lần vấp ngã của em rồi thì anh hy vọng anh là sẽ là người cuối cùng đi cùng em. Wow, Nhi ơi, Nhi chết rồi, nhớ rất là rõ con đường tình trường của mình luôn á Nhi. Và cam kết là sau 3 lần vấp ngã thì chàng ấy sẽ là chàng trai cuối cùng đi cùng em. Thưa quý vị, bây giờ nữ chính chúng ta chỉ làm việc duy nhất. Bạn Bạch Dung Nhi, bạn sẽ được đưa ra quyết định của mình sau tiếng đếm 1, 2, 3 của Phương Hiếu. Nếu như Bạch Dung Nhi đồng ý với quyết định của gia đình của mình lựa chọn chàng trai này thì chỉ là một việc đơn giản, đó chính là di chuyển đến vị trí này để anh Hiếu sẽ nhường lại vị trí trung tâm sân khấu cho hai bạn và màn tác hợp trong Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay thành công. Còn nếu Nhi không đồng ý, Nhi có quyền ngồi tại chỗ, màn tác hợp ngày hôm nay không thành công. Cùng hồi hộp chờ đợi. Các bạn nghĩ sao ạ? Ngay bây giờ mọi ánh mắt đang hướng về Bạch Dung Nhi, cô gái xinh đẹp và tài năng của chương trình ngày hôm nay. Cùng hồi hộp chờ đợi nào. 1 2 3. Nhi ơi, tại vì sao em lại quyết định đi xuống đây? Điều trước mắt là em cảm động về cha của anh. Có thể là cha không hoàn hảo, nhưng mà cha có thể cho con tất cả. Cha có thể hy sinh hạnh phúc của mình vì con. Và em chọn gia đình. Rất là tuyệt vời. Nãy giờ em đi xuống đây với người ta, mẹ em khen cha người ta không? Em có cảm động với chàng trai này hay không mới quan trọng nè. Bây giờ em muốn hỏi anh một câu hỏi. Anh có biết tại sao một hoàng tử lại chấp nhận yêu một cô nàng lọ lem, mặt bùn đi chân đất, mà một cô gái xinh đẹp lại không chấp nhận yêu một chàng trai đánh giày? Tại vì cô ấy thích tiền, còn em thì không. Em đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để em chọn hạnh phúc, thì chắc chắn người làm em hạnh phúc sẽ là người em thích và là người em yêu. Thì hôm nay em muốn nói là lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Yeah. Em ơi, tại sao để con gái người ta nói như vậy mà em không có một hành động nào hết vậy? You're my everything.
as you dance around. You've got me 10 feet off the ground. I can breathe. Thật sự mà nói nha, những lời nói của Nhi làm cho anh cảm động. Những lời nói của Nhi làm cho anh cảm động. Phụ nữ chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó chính là tìm thấy một chàng trai mà làm cho trái tim của mình cảm thấy an lòng. Đúng không? Không có cần gì cao sang, không có cần gì nó quá là vượt khỏi cái tầm tưởng tượng cả. Chỉ cần một chàng trai mang đến sự ấm áp và yên tâm trong tâm hồn là phụ nữ có thể hy sinh và cho hết tất cả những gì mình có, nộp trái tim chân tình vào một mái ấm gia đình hạnh phúc thủy chung. Cảm ơn Nhi rất là nhiều. Và Hiếu rất là mong với sự tác hợp ngày hôm nay của Thông Gia Song Đấu, hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau và biết đâu sẽ gửi tin vui về cho chương trình để tiến tới một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn anh. Được không? Dạ. Thật là tuyệt vời. Bây giờ mời hai gia đình chúng ta cùng ra sân khấu để gửi lời chào đến khán giả ạ. Xin mời. Dạ mời ba. Ngay lúc này cái cảm xúc đang rất là dâng trào. Không biết là ba có cái lời nói gì đó vui và ý nghĩa chia sẻ với nhà gái không ạ? Trước mắt thì cho xin cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Tiên Hiếu. Dạ. Và cảm ơn gia đình nhà gái đã tạo điều kiện cho hai con sau này tự tìm hiểu và đi đến hôn nhân càng sớm càng tốt. Dạ, càng sớm càng tốt. Rất chân thành và cảm ơn khán giả. Còn mẹ nhà gái muốn nói gì không ạ? Thì trước tiên mình cũng cảm ơn chương trình và để cho mình buổi gặp mặt hôm nay, cho hai đứa con nó được đi đến với nhau. Thành bây giờ mình cứ để cho hai đứa nó tìm hiểu, rồi từ từ là nếu như hai đứa có quyết định kết thúc thì mình sẽ tiến hành sớm cho hai con. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ không, phải là hai đứa nó có quyết định tiến tới chứ ạ. À? Hai đứa nó có quyết định kết thúc. Chắc ý mẹ em là kết thúc yêu á mà bắt đầu cưới đó. Anh hiểu. Dạ. Nhưng mà ý anh nói là quyết định tiến tới nữa. Dạ. Không sao hết thưa quý vị, đây là một cảm xúc rất là dễ thương. Dạ. Và bây giờ hai gia đình mình bắt thay nhau một cái mình làm quen nhau trước được không? Dạ, dạ rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay quả thật là một cú twist của chương trình. Nếu mà chúng ta còn nhớ ngay vòng đầu tiên, cái người đầu tiên bị loại đó chính là chàng trai này thưa quý vị. Nhưng vượt qua bao tất cả những cái khó khăn, thấu hiểu nhau, thông cảm nhau và đồng cảm nhau, thì cũng chính chàng trai này cũng là gia đình mà gia đình nhà gái cho phép cặp đôi kết hợp với nhau. Và cũng lại là chàng trai mà nữ chính của chúng ta ngày hôm nay, bạn Bạch Dung Nhi lựa chọn màn tác hợp ngày hôm nay trong Thông Gia Song Đấu. Thành công tốt đẹp, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, những cảm xúc dễ thương và đáng yêu như thế này sẽ luôn luôn có trong khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Đừng quên đón theo dõi và hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!